ngày 14 tháng 2 năm 2022, một đất nước Nhật Bản thu nhỏ đầy sắc màu đã xuất hiện giữa lòng Hutech. Đây chính là khung cảnh của Ngày hội Văn hóa Nhật Bản VJIT Matsuri 2022 do Viện Công nghệ Việt-Nhật VJIT tổ chức nhằm giới thiệu những nét đẹp văn hóa nổi bật của xứ sở mặt trời mọc. Sự kiện vinh dự đón tiếp Ngài Watanabe Nobuhiro, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh, cô Emiko Kurita, đại diện Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện các đơn vị Nhật Bản đang hoạt động tại khu vực thành phố. Về phía đại diện nhà trường có Tiến sĩ Kiều Tuân, Bí thư Đảng ủy, Thường trực Hội đồng trường, Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Hồ Đắc Lộc, Hiệu trưởng nhà trường, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hoàng Việt, Phó Hiệu trưởng, Viện trưởng VJIT, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Đình Nguyên, Phó Hiệu trưởng, Viện trưởng VKIT, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Phương, Phó Hiệu trưởng, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trung Kiên, Phó Hiệu trưởng, cùng quý thầy cô là lãnh đạo các đơn vị. Tham gia sự kiện còn có đại diện các đơn vị doanh nghiệp tài trợ và đồng hành, đông đảo sinh viên Hutech và sinh viên yêu văn hóa ngôn ngữ Nhật Bản đến từ các trường đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Sau nghi thức cắt băng khai mạc lễ hội, cả sân trường đã được dịp trầm trồ trước vẻ đẹp của nghệ thuật cắm hoa truyền thống Ikebana do nghệ nhân Shimazu Kenichi trình bày. Các tiết mục biểu diễn kiếm đạo Kendo của Liên đoàn Kiếm đạo thành phố Hồ Chí Minh và trình diễn múa Yosakoi của các sinh viên trường đại học Ngoại thương thành phố Hồ Chí Minh. Khuôn viên Hutech trở nên vô cùng nhộn nhịp với hơn 20 gian hàng ẩm thực, trò chơi dân gian Nhật Bản rực rỡ và các không gian triển lãm trang phục trà đạo, gốm sứ, búp bê mang đậm tinh thần đất nước hoa anh đào. Không chỉ dừng lại ở đó, lễ hội còn có cuộc thi J Talent quy tụ nhiều tài năng ấn tượng về nghệ thuật Nhật Bản như hát, nhảy múa, hùng biện, lồng tiếng, vẽ tranh, vân vân. Điểm nhấn đặc biệt của sự kiện chính là cuộc thi cosplay vô cùng độc đáo và công phu với những trang phục đầy sáng tạo, hóa thân thành những nhân vật siêu anh hùng, những người nổi tiếng được giới trẻ yêu thích. Ngày hội văn hóa Nhật Bản VJIT Matsuri 2022 không chỉ là sự kiện quảng bá nét đẹp đất nước và con người xứ Phù Tang đến các sinh viên Hutech nói riêng và sinh viên thành phố Hồ Chí Minh nói chung, mà còn là cơ hội thể hiện sự gắn kết văn hóa, tăng cường hợp tác giáo dục hữu nghị giữa hai quốc gia vốn có mối quan hệ giao hảo bền bỉ nhiều năm qua.